Phía sau những dự án bất động sản là những thủ đoạn gây sốc, bạn có thể không biết, đó chính là chủ đầu tư tự tố cáo mình vi phạm pháp luật nhằm kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Ví dụ bạn mua một căn hộ, hứa hẹn 2 năm sau giá nhà tăng gần gấp đôi, bạn vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, ngay khi thời điểm bàn giao nhà sắp đến, có người tố cáo dự án của chủ đầu tư thiếu thủ tục, xấu phạm pháp luật, dẫn đến việc bị đóng băng, thời gian bàn giao nhà bị hoãn lại. Trong khi đó, chủ đầu tư làm ngơ, không chủ động giải quyết vấn đề, còn tự nhận mình là nạn nhân. Tóm lại chính là kéo dài thời gian. Họ kéo dài vài năm, khiến ngày càng nhiều người giảm kỳ vọng vào việc nhận nhà. Khi cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi đạt đến đỉnh điểm, chủ đầu tư cuối cùng đã xuất hiện, hứa hẹn hoàn tiền theo giá gốc và chịu một số lãi suất. Lúc này bạn có thể cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, bạn không biết rằng đây là chiêu trò của chủ đầu tư. Người tố cáo họ chính là người của họ. Chủ đầu tư đã chiếm dụng số tiền bạn mua nhà, chiếm dụng miễn phí trong vài năm, chỉ trả cho bạn một chút lãi suất. Tuy nhiên, điều này không phải là kết thúc của thế giới. Không lâu sau đó, chủ đầu tư bất ngờ bị kiện lại và yêu cầu bảo quản khẩn cấp, dẫn đến việc dự án bị đóng băng một lần nữa. Tiếp theo, chủ đầu tư vì không đủ tài sản để trả nợ, nộp đơn xin phá sản và thanh lý, dự án bất động sản rơi vào khủng hoảng, và người kiện họ lần này lại là người do chính họ sắp xếp. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì số tiền mà nhà phát triển mua đất đều là tiền vay, lãi suất rất cao. Một khi bị kiện, ngân hàng sẽ thu hồi nhà, chỉ có thể thông qua việc đấu giá quyền sở hữu để xử lý tài sản xấu. Lúc này, người đầu tiên kiện để bảo toàn quyền lợi nhanh chóng đã phát huy tác dụng. Họ có quyền ưu tiên hàng đầu để mua lại phần nợ này. Qua nhiều vòng vo, cuối cùng dự án được mua lại với giá thấp, trở lại tay nhà phát triển. Sau 2 năm xây dựng, 2 năm bị đóng băng và 1 năm đấu giá tài sản xấu, sau 5 năm dự án được bán lại dưới tên của một nhà phát triển khác và được bán ra lần nữa. Tuy nhiên, giá cả đã không thể so sánh như trước, thậm chí tăng gấp nhiều lần. Đây chính là bức màn đen đằng sau. Trong khi mọi người mua vào một cách hạnh phúc, nhà phát triển lại sử dụng thủ đoạn xảo quyệt để thao túng thị trường bất động sản nhằm thu lợi nhuận khổng lồ. Bạn đã hiểu chưa?